Sáng ngày 9 tháng 8, một nhóm người lớn tuổi tập thể dục tại công viên Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì gặp phải sự cố nhánh cây dầu bị gãy, rơi từ độ cao khoảng 25m. Vụ việc làm 2 người tử vong, 3 người bị thương. Công viên Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được xem là lá phổi xanh của thành phố, có diện tích khoảng 9 hectare với nhiều cây cổ thụ trăm tuổi. Cây xanh bị tết nhánh không có dấu hiệu hư hại bên ngoài và trời không có mưa hay dông gió lúc xảy ra vụ việc. Đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý công viên Tao Đàn cho biết, cây xanh bị gãy nhánh thuộc họ dầu phân loại 3, cây có kích thước lớn, rơi từ độ cao khoảng 25m. Với hơn 1.000 cây xanh dợp bóng, công viên Tao Đàn sở hữu khoảng không gian xanh mát giữa lòng trung tâm thành phố. Mỗi ngày, công viên Tao Đàn có rất đông người dân và du khách đến vui chơi tập thể dục. Công viên Tao Đàn là một trong những công viên lớn, đẹp và là mảng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh, với không gian thoáng đãng xanh mát và nhiều hoạt động giải trí thư giãn. Công viên đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Với khuôn viên rộng lớn cùng với các con đường thoáng đãng sạch sẽ, đây là nơi lý tưởng để người dân thư giãn, tập thể dục và đi bộ vào buổi sáng hoặc chiều tối. Công viên Tao Đàn được giới hạn bởi 4 tuyến đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du và Cách Mạng Tháng 8. Những đoạn đường này cũng được bao trùm bởi những tán cây xanh khổng lồ. Công viên Tao Đàn cũng là một địa điểm tuyệt vời để tụ tập, hoạt động nhóm với gia đình và bạn bè. Với không gian mở rộng, cây cối xanh mát và những ghế ngồi, sân chòi được sắp xếp đúng cách, các nhóm bạn có thể thoải mái vui chơi và tổ chức những buổi sinh hoạt ngoài trời. Như đã đưa tin, sáng 9 tháng 8, tại công viên Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra sự cố gãy nhánh cây xanh, khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Công viên Cây Xanh đã liên hệ với thân nhân các nạn nhân, đồng thời cùng các gia đình chăm sóc nạn nhân trong bệnh viện và lo hậu sự cho 2 nạn nhân không qua khỏi. Cũng từ vụ việc, nhiều bạn đọc đặt ra vấn đề trách nhiệm pháp lý đối với các bên liên quan. Thạc sĩ luật sư Lê Viết Kỳ, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các công trình cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đa phần đều do các đơn vị quản lý cây xanh được nhà nước giao quản lý duy tu. Do vậy, theo luật sư, đơn vị được giao quản lý công trình cây xanh công viên Tao Đàn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu có. Bởi Điều 604 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Cụ thể, nếu nguyên nhân thiệt hại do cây cối gây ra được xác định là do sự kiện bất khả kháng, phía đơn vị quản lý cây xanh có đầy đủ các căn cứ chứng minh việc mình áp dụng tất cả những biện pháp nhằm ngăn ngừa những thiệt hại không đáng có gây ra, thì trong trường hợp này, đơn vị quản lý cây xanh không phải chịu trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp, đơn vị chủ quản về công viên và cây xanh được nhà nước giao quyền, không thực hiện hết tất cả các biện pháp an toàn về cây xanh và chăm sóc cắt tỉa, kiểm tra không đúng theo quy định, tại Nghị định 64/2010 gây ra hậu quả chết người, thì đơn vị chủ quản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong đó, Điều 591 Bộ Luật Dân sự 2015 nêu rõ thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và các thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài các khoản nêu trên, đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường thêm một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Liên quan vụ gãy cây xanh ở công viên Tao Đàn làm 2 người chết và 3 người bị thương trong sáng ngày 9 tháng 8 đã dấy lên nỗi lo lắng của nhiều người dân, nhất là khi những cái chết từ trên trời rơi xuống không phải lần đầu tiên xảy ra và trách nhiệm các bên đối với nhân mạng chưa được giải quyết tương ứng. Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích, căn cứ theo quy định tại Điều 604 Bộ Luật Dân sự 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra trong trường hợp xảy ra sự cố cây xanh ngã, nhánh cây rớt, gây thương tích, chết người hoặc hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015, luật sư Tuấn cho rằng người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Sự kiện bất khả kháng được quy định tại Điều 156 Bộ Luật Dân sự 2015. Theo đó, đây là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Ông Tuấn nói, như vậy, nếu cá nhân, đơn vị quản lý cây xanh đã làm mọi biện pháp an toàn như chặt, tỉa cành, những cây có nguy cơ gãy đổ cao, trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh nhằm hạn chế tai nạn. Tuy nhiên, vì dông gió, bão lũ hay bất cứ lý do nào khác khiến cây, nhánh cây rớt, gãy, gây thiệt hại thì sẽ không phải bồi thường. Cũng theo luật sư Tuấn, nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định đây là hậu quả chết người xuất phát từ sai sót trong công tác quản lý cây xanh, thì đơn vị quản lý này phải có nghĩa vụ bồi thường theo pháp luật dân sự. Theo đó, mức bồi thường tổn thất tài sản bao gồm thiệt hại do tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. Thiệt hại về sức khỏe được bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Thiệt hại về tính mạng được bồi thường các khoản như thiệt hại về sức khỏe cộng với chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, các thiệt hại khác do luật định. Ngoài ra, đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người bị thiệt hại còn được bù đắp tổn thất tinh thần, mức bồi thường do luật định hoặc do các bên thỏa thuận. Như đã đưa tin, sáng mùng 9 tháng 8, khi nhóm người đang tập thể dục trong khuôn viên công viên Tào Đàn, quận 1 thì bất ngờ bị nhánh cây rơi xuống đè trúng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bảo vệ công viên và những người đi tập thể dục nhanh chóng chạy đến hỗ trợ các nạn nhân, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị liên quan điều tra làm rõ. Sáng ngày 9 tháng 8, sau sự cố gãy nhánh cây tại công viên Tào Đàn xảy ra, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn đã đến Bệnh viện Nhân dân 115 để trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ cùng nạn nhân và gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn, ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Quận 1 cũng có mặt tại buổi thăm hỏi. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo Thành ủy thăm hỏi tình hình sức khỏe của nạn nhân, đồng thời chia sẻ với người thân của 2 nạn nhân không may gặp sự cố ngoài ý muốn. Ông cũng đề nghị đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân 115 tập trung cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân sớm bình phục, đồng thời yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương tiếp tục theo dõi để có những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Bí thư Quận ủy Quận 1, ông Dương Anh Đức cho biết chính quyền quận đã liên hệ với Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng và Công ty Công viên Cây Xanh để rà soát, kiểm tra lại hệ thống cây xanh trên địa bàn quận. Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, tại công viên Tào Đàn, Quận 1 xảy ra sự cố gãy nhánh cây dầu phân loại 3. Cây có kích thước lớn, từ độ cao khoảng 25m, chu vi nhánh gãy khoảng 1,2m, chiều dài nhánh khoảng 10m. Sự cố làm chết 2 người, 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 1 người, và Bệnh viện Nhân dân 115, 2 người. Theo đó, nhánh gãy có khiếm khuyết bên trong không thể hiện ra bên ngoài, cành tươi và lá xanh bình thường. Ngay sau đó, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Công ty Công viên Cây Xanh đã phối hợp với Công an Quận 1 và lực lượng y tế xử lý hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo thông cáo mới nhất của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cùng với Công ty Công viên Cây Xanh đã liên hệ với thân nhân các nạn nhân, đồng thời cùng gia đình chăm sóc nạn nhân trong bệnh viện và sẽ lo hậu sự cho 2 nạn nhân không qua khỏi. Kết quả kiểm nghiệm hiện trường và nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng xem xét và sẽ có thông tin sau.